Thưa quý vị, cũng thông qua đường dây nóng 0901812999, ban biên tập chương trình đã nhận được thông tin của khán giả tại Hà Nội phản ánh tuyến hè phố tại địa chỉ gần số 7 Phạm Văn Đồng mới được thay thế lát đá mới nhưng trở thành điểm đỗ xe ô tô, xe khách vi phạm trật tự đô thị cũng như là ảnh hưởng đến các công trình khác. Theo đó, tại điểm hè phố trên trở thành điểm đỗ xe ô tô, xe khách chiếm trọn tuyến hè phố rộng rãi thuộc phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Người dân đặt câu hỏi những công trình lát đá vỉa hè đường phố cần được bảo vệ. Việc trở thành điểm đỗ xe ô tô, xe khách sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình vỉa hè, hơn nữa vi phạm trật tự đô thị tại khu vực trên thường xuyên xảy ra. Thế nhưng không hiểu vì sao chính quyền không xử lý. Biển cấm dừng, cấm đỗ được cắm tại tuyến đường, thế nhưng các phương tiện vẫn ngang nhiên dừng đỗ. Phản ánh đến chương trình, khán giả kiến nghị đến các cơ quan chức năng cần kiểm tra xử lý thực trạng trên.